Dạ em xin chào cả nhà. Dạ em xin chào cả nhà. Em chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Mà cả nhà thì sáng hôm qua mấy dựng cháu cũng có đi văn lưới á, cũng được một ít cá phi nè. Rồi cái em về á, em xay một ít, còn ít á em để lại để mà mình muối mình chiên ăn. Rồi em cũng sáng cũng có mua được một ít khổ qua nè, với lại thịt xay. Còn này thì cá phi hôm qua em cũng xay nè, với em mua một ít cá hồng tâm. Thì hôm nay em sẽ làm khổ qua hầm với cá kho tiêu. Thì thôi giờ em mời cả nhà vô bếp cùng hai nhân cháu nha. Rồi chừng ốc ra cắt ổ qua cho. Dạ. Rồi em sẽ cắt ổ qua ra. Cắt rồi cái em mất cuộc ra luôn. Rồi em cắt qua xong giờ em dọn móc cuộc nó ra luôn. Con đang bắt được cơm à? Ờ à, bắt được cơm em. Lấy cái son bắt được cơm. Nay mẹ đi đám giỗ không có nhà, hai anh cháu mình nấu lon rưỡi hay gì không? Lon rưỡi thôi. Sáng cơm trời cũng mưa ui nữa hay gì không? Rồi nãy giờ em cũng cắt ổ qua em móc cuộc xong, giờ xong rồi em xuống rửa luôn. Qua xong luôn, giờ em xuống em rửa luôn. Rồi giờ em cho muối vô luôn. Rồi em đổ qua vô rửa luôn. Quậy muối nè. Sớm giờ em bắt cái nồi cơm lên cũng xong rồi. Giờ em cho cái chả cá với lại thịt xay vô em ớp luôn. Giờ em cho chả cá vô xay, cho vô xong rồi giờ em cho gia vị vô luôn. Cái này là hạt nêm, tiêu, bột ngọt, đường với lại hành lá, em cho vô. Cho xong rồi giờ em cho thêm nửa muỗng nước mắm ăn canh, chứ muỗng sợ nhiều khi cái nó mặn dạ không kịp. Giờ em cho vô xong rồi giờ em trộn lên cho nó đều, cho nó thấm gia vị luôn. Sớm giờ em trộn thì cũng đều, bây giờ em cho cái hành tỏi phi vô luôn cho nó thơm. Cho vô cái mình trộn lên. Trộn nãy giờ thì cũng được, giờ em để đây đi. Em đi dẹp đồ, nước mắm mình để đó chút xíu có gì dồn củ qua tha luôn. Nước xá xả con à. Cá luôn. Giờ em cho cá lòng tâm rồi vô tôm mớp chút xíu để mình kho. Em cho hạt nêm, đường, bột ngọt, tiêu, em cho vô hết luôn. Cho xong rồi em cho thêm muỗng ăn canh, nước mắm. Cho xong giờ em trộn lên. Cái này mình ớp trước rồi cho con cá nó cứng chút xíu hả con? Đúng rồi. Ướp nó cứng con nó mới ngon. Dạ. Mày thôi ướp sắc mày, còn mình bầm cái mình muối cá phi lót mình chiên ngon ha hiền ha. Dạ. Mình ướp sắc xả con dẹp đồ. Ờ rồi để ướp sắc. Sớm giờ em ấp cá cũng xong rồi, giờ em dồn củ qua luôn. Cá phi này là mình xay ra, mình dồn củ qua ăn nó ngon, nó dẻo.
Thì phải tránh đâu bỏ qua ốc bên đây bắt nồi nước lên luôn nha. Dạ. Ngút bắt là nước cho em cũng sôi. Em dở ra để mà em cho cái củ hoa vô luôn. Thủ qua em cho vô xong rồi giờ em cho đường, hạt nêm với lại cái này đường phèn cả nhà, hạt nêm với lại muối, dặn xíu bột ngọt em cho vô luôn cho nó thấm vô thủ qua cho nó ngon. Chút xíu rồi mình thả nêm nếm lại. Bắt cái ô lên xong rồi giờ em cho miếng dầu để em kho cá luôn. Cho dầu vô nãy giờ cũng được, giờ em cho tỏi vô. Tỏi cũng vàng nè, giờ em cho cá vô, hồi nãy cá nãy em ớt nè, cho vô em kho luôn. Cho cá vô rồi em xào lên cho nó đều cho thấm. Cá cho vô nãy giờ cũng sôi, giờ em sơ lên. Chút xíu mình sơ chút xíu mẹo luôn cho nó thơm. Cá nãy sôi nãy giờ, giờ em cho vô miếng nước đi. Sớm còn dư ít chả nè, giờ em cho vô đi. Nước thì cũng sôi dữ lắm. Cá thì cũng chín rồi, giờ em cho một miếng mỡ vô, cho ít mỡ cho nó béo. Mỡ em cho vô xong, giờ em cho ít hành, cho ít hành lá nãy giờ múc có sắc cho em. Hết mình để vô trong củ qua. Cho xong rồi giờ em cho miếng tiêu cái em nhắc xuống luôn để mình chiên cá. Rồi giờ em nhắc cái cá kho xuống luôn. Bắt cái chảo lên kia chiên cá luôn. Bắt cái chảo lên nãy giờ cũng nóng, giờ em cho miếng dầu vô em chiên cá. Cái nồi củ qua thì cũng chín rồi cả nhà. Giờ em cho miếng gốc hành vô. Xong rồi em cho cái hành lá với cái ngò gỉ em cho vô luôn. Cho vô xong rồi giờ em cho thêm miếng nước mắm cho thơm.
xong rồi giờ em nhắc xuống luôn. Dầu cho vô nãy giờ thì cũng được rồi, cá thì vẫn úp ớt nãy giờ cho em, giờ em cho vô em chiên luôn. Cái này chiên hơi nhả. Mà cơm canh sớm giờ hai anh cháu làm cũng xong cả nhà, giờ em mời cả nhà dùng cơm với hai anh cháu em nha, không mời Út dùng cơm. À, Út mời em. Dạ. Tiến bữa nay đi bể dừa, trời nắng này đi bể dừa không có nghỉ cho nên cũng không có vô ăn cơm chung với hai cháu được. Nhận qua thì về cũng chia cá cho em. Em chỉ chừa lại vài con. Vài con chiên, có 4 con chiên với lại ít cá dụng nó xay ra để làm chả thôi. Còn như kia cho Dũng Út với anh Tiến hết. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà ăn khu qua hầm. Ngon. Khu qua hầm nước ngọt quá. Hồi nãy nêm đường phèn. Thịt cá mình xay ra rồi mình trộn chút thịt vô cũng mới dẻo quá rồi ha. Dạ. Hôm qua ăn cá mè nè, với lại cá phi nhỏ nhỏ lắm. À. Đang bắt đông lại cả chục con đó rồi là con trai. Rồi lại 4 con này bự là để chiên thôi. Cá nhỏ hay thay nó dễ nè. Dạ. Cứ để xương không à. Ừ. Cá phi này trừ ra chỉ con cái làm chả. Thứ hai nữa là chim. Chứ mà kho đồ ăn dở quá. Cá bự bự nấu canh thì ăn được. Với hai phần hai những cháu còn hai những cháu một tiếng đi bể dừa hai những cháu để lại ít rồi mình chiên là được rồi. Không. Cái cá lồng tâm này kho cho anh chút nghệ vô thơm chứ không ngã màu đẹp nữa ha. Dạ. Cá phi đó mình ớt rồi chiên liền nó không thấm, nó dính ở ngoài da nó khác, như là nó khác cái chả. Ừ, chả bắt buộc nó khác hả? Mà nó thơm. Ớt nó chưa thấm tới trong, cái thịt ở trong nó còn là. Bây giờ ớt để không?
Nãy dùng ớt để chắc cỡ chừng 15-20 phút gì không? Ừ, cả đó. Chiên bể nó chưa có thấm vô trong trong thịt, nó còn lạc. Mẹ em thì bữa nay đi đám giỗ cơ nha, đám giỗ ở trước lậu, cho nên cũng không có ở nhà, cũng không có vô ăn cơm chung với hai cháu. Thì bữa nào mà ở không, hai cháu mình xách lò xuống dưới đập. Ừ, bữa nào xách lò ở dưới nước cũng đã đỡ được rồi đó. Dạ. Xuống dưới mình đặt là kiếm cá, có phi có, cái sạch có, cái lóc có chơi đổ dưới rồi nhiều hơn đây nhiều. Nghỉ vài bữa cho khỏe, hãy xuống dưới đập. Mẹ dưới trong mưa chắc cũng nước cũng nhiều rồi hai hiện ha. Dạ. Qua hai cháu đi chứ cũng đâu có chưa đi tới dưới. Với lại cái mình đi cũng không có ngay cái điểm đó nữa. Đi khác. Kẹo đường không có qua đó coi được. Có chả hồi nãy còn dồn còn dư hết á, cho vô luôn. Công nhận dẻo đã thiệt rồi, ngon. Cá mình tông kho lộn với cái gan này quá. Nếu thử miếng chỗ này rồi thì thôi luôn nãy giờ. Nó cay bó miệng luôn. Ăn hay còn ở dưới mà. Nãy mốt trừ cho mẹ con có ít. Trừ cho mẹ con 4 phút. Còn như hai chấm mình ăn. Không chịu ăn cái củ qua mà. Nó vừa chín tới như luôn. Ăn nó còn giòn giòn ngon, còn mềm quá ăn hết ngon. Người chịu ăn giòn, người chịu ăn chín. Này cắn vô nó ngon nè. Ăn vậy còn đủ giòn ngon, còn mà dụng mà ăn chín, ăn vô cái nó có cái hậu nó nhẫn nhẫn, mà nó mềm nó ăn nó hết ngon. Vậy nha, trời hầm gặp ăn canh nóng sức mồ hôi mà con cái mình ăn canh ngủ qua ăn giải nhiệt. Giải nhiệt trong cơn đói rồi. Qua hầm ăn ngon quá, làm chén nữa là ngon lành. Ăn ngủ qua nhiều lắm. Công nhận á, khổ qua dùng thịt cái trắng tươi này nhớ.
thấy vậy chứ mà ở vùng dưới đó có phi nhiều quá mà không ai ăn ha, ngộ hết. Người ta thấy nhiều quá nó ngán hay gì thôi, nó ngán nhiều ơi. Con hỏi rồi dùng dùng vòng vòng ở dưới đó đó là cá, nên nó cá tầm ký rưỡi trở lên á thì người ta bắt người ta ăn quả mai, chứ còn nhỏ nhỏ chừng ký trở xuống thì không ai ăn. Bầm là cho cua, cho cua ăn, mà cá cả tầm ký mấy là cũng khó kiếm à. Bởi vậy nói chung tới mùa khoảng 300 gram mà có thường ha. Cái cá mà ngậm qua mà mình văng á, là con hỏi chú á, hỏi ủa sao mà vậy rồi tới nữa mà thả cá xuống rồi nó lộn xộn sao. Chú nói là khi mà kéo nuôi tôm đó là kéo tôm rồi là vét lên để mà tạt dâu hồ đồ này kia xử lý nước á là bắt rồi, nhưng mà còn sót lại vài con nhỏ nhỏ đó rồi nó đẻ ra rồi nó vậy đó, chứ đâu phải là để nó ở dưới đó đâu. Nhưng mà có mấy tháng đầu mùa mưa đó, giờ có mấy tháng đó mà nó bự vậy đó. Em hỏi chứ có cho ăn không, chứ nó không có. Cái thức ăn cặn của cái con tôm nó ăn á. Rồi nó còn ở dưới cái lắng, ở dưới cái sình á. Thường cá phi nó dựa nhìn nó ăn với nó ăn gông thôi chứ đâu có cho ăn. Này nó cũng mau lớn mà. Dạ. Nó còn hai hầm tôm ở trong rồi, tới khi nào mà tát á rồi chú điện cho xuống rồi mặc sức mà kéo cá ăn, nó giữ thần cá lắm. Đấy, nhưng mà mình điện tinh tranh chừng nào chú có khoái rồi ổng điện cho mình hay. Tại vì chú Bảy nói là còn khoảng cỡ chừng 20 ngày nữa là tôm là người ta mới lại bắt. Là bây giờ là con tôm nó lại nó câu á là cũng như là đạt chỉ tiêu rồi, là bằng mấy chục con vô một ký rồi. Nhưng mà nó còn bị cái bằng bị cái gì đó là còn phải xử lý thuốc cho nó, con tôm nó hết. Giống như mà con tôm á mà nó đạt rồi nhưng mà nó không có trắng tươi vậy, nó hơi ngà ngà sọc đen vậy đó, là con tôm nó bị nhiễm nước hay là bị gì đó. Ngậm qua chú Bảy nói mà mình đâu có rành về cái vụ mà nuôi tôm đồ đó. Nuôi tôm mà mình đâu có làm đâu, mình hỏi mới biết chứ mình không hỏi thì không biết được. Mà nói rồi cũng bên rồi cũng có nhớ. Ăn thanh long trắng miệng rồi nhớ. Nghe nó bệnh cái gì, nấm chắc nấm gì của con tôm. Mình cũng không gần. Em, lúc mày nè. Dạ, rồi anh cảm ơn nhớ. Rồi. Trời thầm. Em mời cả nhà ăn thanh long. Em mời cả nhà ăn thanh long. Này ăn thanh long rồi đi đám được luôn, khỏi tham mua xôn. Đúng rồi. Không ăn bột đỏ. Thế vậy chứ thanh long bột đỏ nó mắc tiền làm sao thì không biết nha. Nhưng mà cái thanh long mà thanh long mà ruột trắng mà ngày xưa của mình á, ăn vậy mà con chịu hơn cái thanh long bột đỏ này. Ăn nó ngọt. Dạ. Ruột trắng ăn nó ngọt hơn cái này nè. Dạ. Thứ nhất là mình ăn nó ngọt hơn, mà thêm cái nữa nó không có dơ tay, ví dụ như dưỡng út cầm này nè, hoặc là ăn này dính miệng là nó đỡ hâu. Thôi no rồi, cố gắng hết sức rồi. Quá ngon. Thì thôi một lần nữa em cũng xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ra xem clip để ủng hộ cho gia đình. Giờ hai cháu ăn cơm cũng xong cả nhà. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye, bye, bye.